Sở Văn hóa Thể thao và Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp khai mạc triển lãm mỹ thuật Bác Hồ kể tinh hồn dân tộc. Nhiều biện pháp phòng chống dịch được tiếp tục thắt chặt, trong đó có các hoạt động vận chuyển giao nhận hàng hóa. Tổ chức lấy mẫu tầm soát COVID-19 đối với 100% tiểu thương tại các chợ trên địa bàn tỉnh và 20% khách hàng vãng lai tại các chợ. Kính chào quý vị khán giả của Huế ngày mới. Vừa rồi là phần điểm những thông tin chính sẽ có trong chương trình Huế ngày mới sáng nay, thứ năm, ngày 2 tháng 9. Bây giờ là thông tin chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, ngày 2 tháng 9 năm 1945, lần đầu tiên người dân Việt Nam có quyền ngẩng cao đầu, tự hào mình trở thành công dân của một nước tự do và độc lập. Kỷ niệm 76 năm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9, ngày Tết độc lập của dân tộc, người dân Việt Nam dù ở đâu cũng không khỏi bùi ngùi xúc động nhớ lại khí thế hào hùng, sục sôi của những ngày đầu cách mạng. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin ngày mới. Thưa quý vị, vào sáng qua, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức trọng thể lễ dâng hoa lên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế. Dự lễ dâng hoa có ông Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong không khí thiêng liêng, đoàn đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại, anh hùng giải phóng dân tộc, người thầy kính yêu của Đảng và dân tộc Việt Nam, người đã sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta. Cùng với cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã đồng lòng vượt qua những khó khăn thử thách, phát huy ý chí tự lực tự cường, huy động mọi nguồn lực, khai thác mọi tiềm năng, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng cải thiện, từng bước đi lên vững chắc. Thay mặt toàn thể nhân dân trong tỉnh, đoàn đại biểu nguyện hứa sẽ không ngừng phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện tốt các nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó, nỗ lực xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh. Sau lễ dâng hoa, ông Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tham dự lễ khai mạc triển lãm mỹ thuật Bác Hồ kể tinh hồn dân tộc, triển lãm do Sở Văn hóa Thể thao và Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức. Triển lãm Bác Hồ kể tinh hồn dân tộc trưng bày giới thiệu 48 tác phẩm thể hiện rõ nét khí chất, tinh thần của lãnh tụ, tinh thần nhân văn cao cả, lý tưởng, khát vọng độc lập dân tộc, dấu ấn cuộc đời cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các nghệ sĩ đã tâm huyết tìm tòi khám phá để thể hiện hình ảnh Bác không chỉ trên những chất liệu sơn mài, sơn dầu, acrylic, lụa mà còn được thể hiện trên các chất liệu lạ hiện đại như đinh, phim kẽm. Ban tổ chức và hội đồng nghệ thuật cùng xét chọn 3 tác phẩm xuất sắc nhất để tặng thưởng nhằm khích lệ phong trào sáng tác về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đặc biệt năm nay, triển lãm diễn ra trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên hạn chế khách mời và đảm bảo an toàn phòng dịch. Sau khi khai mạc triển lãm, ban tổ chức sẽ tiến hành chụp ảnh 360 độ dựng thành triển lãm online để phục vụ công chúng yêu nghệ thuật. Vào sáng qua, Thành ủy Huế tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 2 tháng 9 cho các đảng viên. Tham dự lễ có ông Nguyễn Khoa Điềm, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương, ông Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ông Phan Thế Định, Bí thư Thành ủy Huế. Đợt này có 246 đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, Thành ủy tổ chức trao tặng cho 28 đồng chí, các đồng chí còn lại sẽ được nhận huy hiệu tại địa phương. Trong 28 đồng chí được trao tặng huy hiệu Đảng đợt này, có 4 đồng chí được trao tặng huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, 5 đồng chí được trao tặng huy hiệu 65 năm tuổi Đảng và 14 đồng chí được trao tặng huy hiệu 60 năm tuổi Đảng. Phát biểu tại lễ trao huy hiệu Đảng, Bí thư Thành ủy Huế Phan Thiên Đình ghi nhận đánh giá cao những đóng góp to lớn của đội ngũ đảng viên cao tuổi. Huy hiệu Đảng thể hiện sự ghi nhận, trân trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân về sự đóng góp của cả đồng chí và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc. Đồng thời khẳng định đây là dịp để Thành ủy Huế và đông đảo cán bộ đảng viên nhân dân thể hiện lòng tôn kính, biết ơn sâu sắc của mình đối với các thế hệ đảng viên lão thành đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển vẻ vang của Đảng. Nhân dịp Quốc khánh 2 tháng 9, hôm qua, cơ quan thi hành án hình sự công an tỉnh tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá năm 2021 của Chủ tịch nước. Theo quyết định của Chủ tịch nước, 5 phạm nhân đang chấp hành án tại trại tạm giam của Công an tỉnh Thừa Thiên Huế được đặc xá.
Đây là những phạm nhân đã có quá trình phấn đấu, chấp hành tốt các nội quy, có tiến bộ trong quá trình cải tạo, lao động và đã chấp hành hơn 1/3 án phạt tù tại trại giam. Được biết, trong dịp mùng 2 tháng 9 năm 2021, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định đặc xá cho 3.026 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và 3 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, 6 người đang được tạm hoãn chấp hành án phạt tù, có đủ điều kiện được hưởng đặc xá năm 2021. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2021, kể từ khi luật đặc xá sửa đổi năm 2018 có hiệu lực. Đây là lần đầu tiên sau 4 năm, Chủ tịch nước quyết định đặc xá tha tù trước thời hạn cho người bị phạt tù có thời hạn, án tù chung thân giảm xuống tù có thời hạn. Chuyển sang những tin tức khác, Thủ tướng Chính phủ vừa ký công điện 1108 yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường phòng chống dịch COVID-19 trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Công điện nêu rõ, tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến hết sức phức tạp, khó lường. Thời gian nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 4 ngày dễ làm gia tăng các nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Rút kinh nghiệm từ kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phát huy tinh thần trách nhiệm với mục tiêu tất cả vì sức khỏe, tính mạng của người dân, tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tăng cường tổ chức thực hiện triệt để, nghiêm ngặt, có hiệu quả cao các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn. Tiếp tục quán triệt sâu sắc cả cấp chính quyền, nhất là tại cấp cơ sở, về tinh thần chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung đã được quy định tại nghị quyết số 86 và công điện số 1102 của Chính phủ. Tăng cường thực hiện nghiêm, triệt để, dứt khoát việc giãn cách xã hội theo tinh thần ai ở đâu, ở đó. Tuyệt đối không để xảy ra các trường hợp tập trung đông người, không để tình trạng người dân di chuyển ra đường gia tăng trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Xử lý nghiêm theo pháp luật các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh. Tổ chức tổ công tác đảm bảo an sinh xã hội, an ninh, an toàn trật tự xã hội để người dân tự giác, yên tâm tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh. Tuyệt đối không để đứt gãy nguồn cung ứng an sinh, đảm bảo tiếp cận y tế từ sớm, từ xa, từ cơ sở trong thời gian nghỉ lễ và thực hiện giám sát xã hội. Tăng cường áp dụng và thực hiện nghiêm đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, nhất là yêu cầu thực hiện thông điệp 5K, kiên quyết dừng tổ chức các lễ hội, tập trung đông người không cần thiết, các hoạt động tại các khu vực công cộng, các cơ sở vui chơi giải trí, các địa điểm du lịch, địa điểm tâm linh và tăng cường kiểm tra kiểm soát, không cho tụ tập đông người tại các địa điểm này. Hưởng ứng lời kêu gọi của Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, sáng qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiếp nhận ủng hộ người dân Thừa Thiên Huế đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phố Việt Nam bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Tại buổi tiếp nhận, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã trao 100 triệu đồng tiền mặt và Hội doanh nhân nữ tỉnh Thừa Thiên Huế đã ủng hộ hiện vật với tổng giá trị 200 triệu đồng. Ông Nguyễn Nam Tiến, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các đơn vị đã chung tay góp sức cùng với tỉnh nhà kịp thời hỗ trợ động viên và giúp đỡ người dân Thừa Thiên Huế tại các địa phương ở phía Nam sớm vượt qua khó khăn. Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng lời kêu gọi của Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu về việc ủng hộ người dân Thừa Thiên Huế đang sinh sống, học tập và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Vào chiều qua, Sở Y tế phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Công nghệ Phòng chống dịch Quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn triển khai nền tảng quản lý xét nghiệm COVID-19. Hội nghị thống nhất kế hoạch để phối hợp triển khai nền tảng hỗ trợ lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm, gồm nhân lực, trang thiết bị và hạ tầng công nghệ thông tin. Qua chương trình tập huấn lần này cho thấy sự cần thiết phải có hệ thống phần mềm đồng bộ hỗ trợ lấy mẫu và trả kết quả nhanh chóng kịp thời nhằm phục vụ tổ công tác phòng chống dịch hiện nay, đặc biệt trong công tác xét nghiệm COVID-19. Việc triển khai đồng bộ nền tảng quản lý xét nghiệm COVID-19 sẽ góp phần nâng cao hiệu quả trong hỗ trợ lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm và trong thời gian tới đảm bảo 100% dữ liệu lấy mẫu và trả mẫu vận hành trên môi trường mạng. Bệnh viện điều trị COVID-19 cơ sở Chân Mây, Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc đã tiến hành các thủ tục cho 6 bệnh nhân nhiễm COVID-19 đủ điều kiện để xuất viện về tiếp tục cách ly tại nhà. Tính đến nay, bệnh viện điều trị COVID-19 cơ sở Chân Mây đã có 62 bệnh nhân F0 được xác định đã khỏi bệnh ra viện. Phần lớn các bệnh nhân trên được điều trị từ những ngày đầu của tháng 8 năm 2021. Sau thời gian điều trị, qua hai lần xét nghiệm theo quy định, các bệnh nhân đều đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 và tình trạng sức khỏe ổn định, được đưa về nơi cư trú và hướng dẫn theo dõi sức khỏe tại nhà trong những ngày tiếp theo. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nhiều biện pháp phòng chống dịch được tiếp tục thắt chặt, trong đó có các hoạt động vận chuyển, giao nhận hàng hóa. Phản ánh của phóng viên Huyền Ngày Mới.
Với vị trí thuận lợi ngay cửa ngõ vào địa bàn, địa điểm này được trưng dụng làm điểm tập kết, trung chuyển và giao nhận hàng hóa liên tỉnh. Các hoạt động kiểm soát dịch COVID-19 được chủ cơ sở thực hiện nghiêm ngặt, từ phương tiện đến con người. Theo đó, để hàng hóa được lưu thông ra vào tỉnh, tất cả người đi cùng phương tiện vận chuyển hàng hóa phải có giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 với kết quả âm tính trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày có kết quả. Được cấp phù hiệu màu xanh dành cho phương tiện hàng hóa từ vùng không có dịch và xe công vụ vào Thừa Thiên Huế. Bên cạnh đó, công tác đảm bảo y tế trong quá trình bốc xếp hàng hóa phải thực hiện theo nguyên tắc 5K của Bộ Y tế. Để đảm bảo phòng dịch thì tụi chị cũng là xe cô cũng có đăng ký đoàn hoang. Thứ nhất, thứ hai nữa, anh em nam thì cũng bị khẩu trang, nói chung là có 7-8 anh em nam đây thôi, cũng là bị khẩu trang đoàn hoang. Còn mặt hàng tất cả các đường xa về là chị thuê xe ở bên đây đi bỏ về. Để mà đảm bảo cái sợ COVID. Cái này mình tự trước mắt là mình tự bảo vệ cho bản thân và gia đình nữa. Cho nên là trong cái chủ trương của chính phủ là mình phải chấp hành tuyệt đối. Lơ là chết. Ảnh hưởng chúng ngoài xóm mà cuối cùng ấy là cả làng đem mình oán lại. Cho nên mấy vấn đề này chủ rất là thận trọng. Cho nên trong vấn đề mà giao tiếp tài xế rồi chủ bằng khoảng cách thì gọi là hàng bỏ trốn rồi đi thôi. Còn họ đi xong là mình có ra kiểm thôi. Đấy. Để khai là cái chủ vẫn chấp hành nghiêm chỉnh. Bên cạnh các giải pháp của chủ các cơ sở tập kết hàng hóa, chính quyền sở tại cũng tăng cường giám sát và có các giải pháp phù hợp. Nhiều địa phương đã bố trí camera giám sát tại các điểm giao nhận hàng liên tỉnh. Các lực lượng thường xuyên ghi chép lại họ tên, địa chỉ, số điện thoại của tất cả người giao và nhận hàng để phục vụ công tác truy vết nếu dịch bệnh xảy ra. Thì trên địa bàn hiện nay những cái điểm mà có hoạt động giao nhận hàng thì các chủ hàng đều phải báo cáo lại về bên ban chỉ đạo xã và đăng ký các cái xe, thời gian xe đến để bên ban chỉ đạo chúng tôi là có sự phân công giám sát, đặc biệt là phát huy vai trò của các tổ phòng chống dịch tại cộng đồng. Ở các điểm mà giao nhận hàng, chúng tôi còn bố trí các cái camera để trực tiếp giám sát. Bởi vì chúng tôi không thể đi 24/24 giờ, nhưng mà các camera này có thể lưu lại được tất cả các hình ảnh. Và qua đó thì bên cả chủ hàng, bên cả tài xế cũng có nâng cao ý thức hơn. Vẫn có những trường hợp phát sinh như dừng đổ trái phép, rồi đã lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Thì trước tình hình đó thì Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch của tỉnh tiếp tục yêu cầu chính quyền địa phương, người dân tại tuyến quốc lộ 1A này tiếp tục quan tâm để hạn chế đến mức tối đa việc dừng đổ trái phép của các phương tiện cũng như con người đến từ vùng dịch. Và chúng tôi đã có giải pháp với cái tinh thần là có sự liên kết, đăng ký và chính quyền địa phương sẽ xem xét từng đối tượng để có thể hỗ trợ một cách nó cụ thể, hiệu quả nhất cho từng trường hợp. Trong thực tế, vẫn còn những trường hợp chủ quan tại những nơi bốc xếp hàng hóa vận chuyển liên tỉnh. Mong muốn hàng hóa vận chuyển được nhanh, không ít người quên đi quy định trong công tác phòng chống dịch bệnh. Điều này càng khó kiểm soát hơn đối với những xe tải thường bốc xếp hàng hóa vào ban đêm hay sáng sớm. Vì vậy, rất cần sự vào cuộc tích cực của các cơ quan, ban ngành trong việc kiểm tra, giám sát, cũng như có các chế tài xử phạt răn đe đối với các trường hợp vi phạm tại các điểm giao nhận hàng trên địa bàn để tránh những trường hợp lây nhiễm dịch bệnh tại các địa điểm này. Thưa quý vị, chợ được xem là nơi có nguy cơ cao về lây nhiễm COVID-19. Từ ngày 1 tháng 9, Sở Y tế, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh tổ chức lấy mẫu tầm soát COVID-19 đối với 100% tiểu thương tại các chợ trên địa bàn tỉnh và 20% khách hàng vãng lai tại các chợ ở thời điểm lấy mẫu. CDC Huế cho biết qua thực hiện tầm soát tại chợ cả Bảy Dâu, thành phố Huế, chưa phát hiện trường hợp nào nghi nhiễm với SARS-CoV-2. Ban Chỉ đạo COVID-19 khẳng định việc tầm soát các chợ dân sinh, chợ đầu mối trên địa bàn là công việc thường xuyên để sớm phát hiện các nguy cơ dịch bệnh. Các tiểu thương kinh doanh tại chợ là những người có tiếp xúc với nhiều khách hàng hoặc lái xe đường dài để giao nhận hàng. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, tất cả tiểu thương được lấy mẫu xét nghiệm, thực hiện theo nguyên tắc 5K của Bộ Y tế. Việc lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc nhằm để kịp thời phát hiện các bệnh COVID-19 trong cộng đồng và kiểm soát tốt, tránh lây lan. Dự kiến việc xét nghiệm sẽ hoàn tất trước ngày 2 tháng 9. Thưa quý vị và các bạn, sau khi có các ca bệnh SARS-CoV-2 tại thị trấn Sịa và Quảng Phước, huyện Quảng Điền đã tăng cường các biện pháp phòng chống dịch để không lây lan ra cộng đồng. Nhằm chặn đứng nguồn lây, không để dịch bùng phát,
ngày 31 tháng 8 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền ban hành thông báo số 186 về việc bổ sung một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện. Thông báo nêu rõ hạn chế di chuyển người và phương tiện ra vào địa bàn thị trấn Sịa và xã Quảng Phước theo chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ, bắt đầu từ 0 giờ ngày 1 tháng 9 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới. Từ 7 giờ 30 phút ngày 1 tháng 9 năm 2021, trên địa bàn hai địa phương Quảng Phước và thị trấn Sịa, lực lượng thực hiện nhiệm vụ ở 11 chốt luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, người dân tự giác chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch. Các chỉ thị của huyện chỉ thị 15 tối thì vẫn là chấp hành đúng theo chỉ thị người đa của huyện. Tôi đứng phố thì cũng thực hiện theo chỉ thị của nhà nước, thực hiện theo chỉ thị của tên tỉnh đấy bảo vệ. Thì ở tổ dân phố thì cái tổ phòng dịch của tổ dân phố thì gồm có 56 người, thì cũng thực hiện theo chỉ thị của tên, vận động bà con những người mà có cách ly cứ là chấp hành đúng theo chủ trương của nhà nước. Để công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn có hiệu quả, huyện Quảng Điền đã chỉ đạo các ngành chức năng tiến hành rà soát các đối tượng F1, F2, chỉ đạo trung tâm y tế phù hợp các đơn vị liên quan tiến hành lấy mẫu test nhanh. Đến thời điểm này, toàn huyện đã lấy hơn 1.500 mẫu đối với những người tiếp cận F1 hoặc đã đến những vùng có nguy cơ cao. Quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài, chung tay chống dịch. Huyện Quảng Điền đã và đang đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức và trách nhiệm của mỗi người dân trong công tác phòng chống dịch bệnh, để cùng với cộng đồng, chính quyền các cấp quyết tâm kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của cấp trên, thì ban thị trấn Sịa đã tập trung triển khai một số giải pháp trên địa bàn, được cùng với việc là đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng hình thức là xe ô tô lưu động và trên phương tiện là đài truyền thanh thị trấn để nhằm nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Để việc giãn cách xã hội được thực hiện nghiêm, mang lại hiệu quả cao, ngoài sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp lãnh đạo, sự giám sát chặt chẽ của các địa phương, đơn vị, thì ý thức người dân trong việc tự nguyện chấp hành nghiêm các quy định là vô cùng cần thiết, có phần quyết định đến sự thành công trong công tác phòng chống dịch bệnh. Phần cuối chương trình là những thông tin về giáo dục. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có quyết định số 2100 ban hành quy định về việc tuyển chọn giáo viên trường Trung học phổ thông chuyên Quốc học Huế nhằm mục đích xây dựng đội ngũ giáo viên có phẩm chất đạo đức tốt, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ. Theo quyết định này, việc tuyển chọn giáo viên của trường Trung học phổ thông chuyên Quốc học Huế được thực hiện bằng hình thức tuyển dụng hoặc tiếp nhận giáo viên từ nơi khác đến thông qua hội đồng tuyển dụng hoặc tiếp nhận. Về tuyển dụng giáo viên, đối tượng tuyển dụng thứ nhất là sinh viên tốt nghiệp đại học ngành sư phạm loại xuất sắc hoặc tốt nghiệp đại học loại xuất sắc có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm hoặc văn bằng khác theo quy định hiện hành. Ngoài tốt nghiệp đại học loại xuất sắc, đối tượng này phải đáp ứng một trong các tiêu chuẩn: đạt giải 3 cá nhân trở lên tại một trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, đạt giải khuyến khích trở lên trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc bằng khen trở lên trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc tế trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông, đạt giải 3 cá nhân trở lên tại cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia hoặc quốc tế trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông hoặc cấp đại học, đạt giải 3 cá nhân trở lên tại cuộc thi Olympic trong thời gian học ở cấp đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận. Đối tượng tuyển dụng thứ hai là người có trình độ thạc sĩ đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, là sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc, tốt nghiệp đại học ngành sư phạm loại giỏi trở lên hoặc tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên, có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, có chuyên ngành đào tạo sau đại học cùng ngành đào tạo ở cấp đại học và phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng. Đối tượng tuyển dụng tiếp theo là người có trình độ tiến sĩ, những người thuộc đối tượng này phải không quá 40 tuổi. Trước khi có bằng tiến sĩ phải tốt nghiệp đại học ngành sư phạm loại khá trở lên, có chuyên ngành đào tạo sau đại học phù hợp với chuyên ngành đào tạo ở cấp đại học và phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cho biết do dịch bệnh diễn biến phức tạp nên sẽ có nhiều kịch bản cho ngày khai giảng năm học mới 2021-2022, đặc biệt là lễ khai giảng năm học mới sẽ được tổ chức tại trường Trung học phổ thông chuyên Quốc học Huế, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức truyền hình trực tuyến và trực tiếp toàn tỉnh. Theo đó, lễ khai giảng theo hình thức truyền hình trực tiếp vẫn sẽ đầy đủ nội dung của phần lễ, đảm bảo ngắn gọn nhưng vẫn trang trọng. Các học sinh bắt đầu học vào ngày 6 tháng 9 và cả địa phương chủ động chọn phương án học tập phù hợp cho học sinh. Vùng nào an toàn sẽ cho các em học trực tiếp, chia khung thời gian phù hợp, đảm bảo giãn cách tối đa trong điều kiện có thể. Còn lại sẽ học online ở các địa phương giãn cách, phong tỏa. Riêng học sinh các khối lớp 1, 2 và 6 sẽ học trên truyền hình.
ngành giáo dục sẽ có giải pháp tháo gỡ khó khăn về thiếu phương tiện, thiếu internet, sóng truyền hình để tăng cường cả điều kiện cho học sinh học trực tuyến, học trên truyền hình đạt hiệu quả. Còn bây giờ là thông tin về thời tiết trong ngày. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo. Tại Thừa Thiên Huế, do ảnh hưởng của rìa bắc rãnh thấp có trục qua Bắc Trung Bộ nên đêm không mưa, ngày nắng. Riêng chiều và chiều tối vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 33 đến 35 độ, độ ẩm từ 80 đến 83%. Cảnh báo cấp cháy rừng, phun hoa lưới cấp 2. Cả nơi khác trong tỉnh cấp 3, cấp nguy hiểm. Thời tiết biển, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4, sóng biển cao từ 0,25 đến 1,25 m.